Hoàng thượng! Hoàng thượng! Hoàng thượng! Cha thật sự muốn tự mình đi đốc chiến sao? Không ai thích hợp hơn trẫm. Nhưng cha là hoàng thượng, lỡ như có chuyện gì? Phỉ phủi cái miệng. Là thiếp sợ chàng gặp nguy hiểm. Thành Bình Ninh sắp không giữ được nữa rồi. Chỉ có trẫm thân chinh đốc chiến thì mới có hy vọng. Vậy chàng đưa thiếp đi cùng, lỡ như xảy ra chuyện gì, chúng ta còn có thể chăm sóc lẫn nhau. Nàng đừng đùa nữa, mau về đi. Cho thiếp đi cùng với chàng đi mà. Nhưng Túc, ngươi ở lại phủ tướng quân trong Trần Nương Nương, phải theo sát bảo vệ nàng ấy, không được để nàng ấy rời khỏi phủ tướng quân một bước. Nếu thành bị phá, ngươi phải hộ tống Nương Nương rời đi an toàn. Tuân lệnh. Hoàng thượng! Nương Nương, buông ta ra! Hoàng thượng! Nương Nương! Tệ thịnh! Tiếp tục sống! Tiếp tục sống! Buông ra! Tề Thịnh! Tề Thịnh! Nương Nương! Nương Nương! Đừng gây chuyện nữa! Ngươi tên gì? Sao ta thấy ngươi quen thế nhỉ? Ti chức là Dương Túc. Nương Nương, trước kia chúng ta từng gặp nhau rồi. Thần là con trai thứ ba của Dương Dự. Người ta đều nói thần và tứ đệ Dương Nghiêm nhìn rất giống nhau. Ta biết, ta cố tình trêu ngươi thôi. Chắc ngươi cũng biết, ta và đệ đệ Dương Nghiêm của ngươi là huynh đệ tốt. Huynh đệ? Chính là huynh đệ tốt. Thần biết, đều là người nhà cả. Ngươi tạo điều kiện cho ta ra ngoài đi. Hoàng thượng mà trách tội, một mình ta gánh vác cho. Nương Nương, không thể được. Ta nói hai huynh đệ ngươi, một người nghiêm, một người túc. Nhưng cần nghiêm túc thì không nghiêm túc, không cần nghiêm túc thì lại làm ra vẻ. Ta nói cho ngươi biết, hôm nay ta nhất định phải ra ngoài. Nương Nương, ai dám ngăn ta? Muốn chém muốn giết tùy người. Chỉ cần Ti chức còn sống thì không thể để người ra khỏi cánh cửa này. Ngươi có để ta ra ngoài không? Nương Nương! Nương Nương! Làm sao? Em cũng muốn ngăn ta sao? Nương Nương mau đi đi, nô tỳ sẽ chặn ở đây. Cô nương, cô đây là... Nương Nương chạy mau! Cô nương, nam nữ thụ thụ bất thân. Cô nương, cô nương! Hoàng đế mang di kia, có bản lĩnh thì ra đây, đừng ẩn nấp nữa. Hoàng thượng không xong rồi. Sao nàng lại đến đây? Đương nhiên là đến giúp chàng rồi. Sao chàng không đội mũ lên? Đúng là việc nàng muốn làm thì không có việc gì không làm được. Đã đến đây rồi thì ở lại đi.
Đang đánh trận mà, sao còn bày đặt yêu đương nữa? Không thể nhìn được, chuyện phi lễ chớ nhìn. Có phải thiếp chủ động quá không? Không phải nàng vẫn luôn chủ động vậy sao? Tục ngữ nói, khoe yêu đương càng chống chết. Mong là câu này hôm nay không ứng nghiệm. Lát nữa ta sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ nàng. Tự nàng phải cẩn thận đấy. Cầm tay người ta. Tại sao cứ mỗi lần chúng ta đoàn tụ, cô ta lại xuất hiện thế? Sao nàng ấy lại xuất hiện ở đây? Phải đó, sao cô ta lại xuất hiện ở đây? Quả đúng là chàng không nhẫn tâm giết cô ta. Trẫm đã đưa nàng ấy đến một nơi rất xa, vốn tưởng rằng từ nay sẽ không còn liên quan gì tới nàng ấy nữa. Thôi bỏ đi, không cần giải thích nữa, thiếp hiểu cả. Này, hoàng đế Manh Di kia, ngươi có nhận ra nữ nhân này không? Nữ nhân này nói, ả là nữ nhân được ngươi vô cùng coi trọng. Chắc hẳn là hoàng hậu của ngươi từ nghìn dặm xa xôi tới tìm ngươi. Nếu như không phải thì muốn chém muốn giết tùy ta vậy. Ta muốn xem ngươi cần nữ nhân này hay cần thành Bình Ninh. Cần nữ nhân, cần nữ nhân. Dù gì nàng ấy cũng là một mạng sống của Nam Hạ ta, cậu thành Bình Ninh cũng không thể dâng cho kẻ khác. Chuyện hôm nay bất luận chọn lựa ra sao đều sẽ bị người đời chỉ trích. Chuyện này có gì khó chứ? Để đó cho thiếp. Bà đây mới là nữ nhân trong lòng hoàng thượng. Các ngươi tìm đâu ra một nữ nhân mạo xưng là hoàng hậu? Nực cười. Nàng làm gì vậy? Hoàng đế Manh Nhi, nếu ả không phải hoàng hậu của ngươi, sao lại biết rõ mọi chuyện trong cung của ngươi như vậy? Ngươi đừng vì sợ bẻ mặt mà nghĩ cách không nhận thê tử kết tóc của mình chứ. Được, nếu ả ta là hoàng hậu, ta sẽ thả cho ả về với ngươi. Nếu ả đang nói dối, ta sẽ giết ả luôn. Giết, giết, giết. Cứ tiếp tục nghe thế này sẽ ảnh hưởng tới sĩ khí. Ngươi tưởng chỉ có ngươi biết hét hả? Giọng của bà đây còn to hơn ngươi. Đồ giặc cướp bỉ ổi, mồm chỉ biết nhả phân. Đây mới là gái đẹp chứ. Ta mới là gái đẹp. Hoàng hậu ta đây mới là nữ nhân của hoàng thượng. Ngươi lại dám tìm người tới đóng giả. Ngươi không biết xấu hổ. Đang làm gì thế? Đừng làm bừa, như vậy sẽ nguy hiểm đó. Đều nhìn rõ rồi chứ. Chỉ dựa vào diện mạo của bà đây, cũng chỉ có bọn thác tử đầu nhét toàn phân chó như các ngươi mới tin cô ta là hoàng hậu thôi. Còn trói một người phụ nữ yếu ớt ở giữa trận chiến của hai quân, ngươi không biết xấu hổ. Trước kia ta còn tự hỏi, sao tường thành của các ngươi lại dày như vậy? Thì ra được xây theo da mặt của các ngươi. Đừng nói nữa. Á đàn bà này miệng lưỡi đanh đá, ăn nói thô lỗ, làm gì có phong thái của hoàng hậu một nước. Rõ ràng là giả mạo mà. Bảo hoàng đế Manh Di nói chuyện với ta. Để một á đàn bà xông ra trận tiền, còn ra thể thống gì nữa? Còn ra thể thống gì nữa? Đối phó với đám thác tử các ngươi, phụ nữ của Nam Hạ chúng ta cũng có thể ứng phó dễ dàng. Cần gì phải làm phiền tới hoàng thượng chứ? Người anh em, được đấy chứ. Các người ức hiếp người quá đáng, bắn tên cho ta. Hoàng thượng, Tề Thịnh, Tề Thịnh, Tề Thịnh, Tề Thịnh.
Tề Thịnh, hoàng thượng, hoàng đế Man Di trúng tên rồi. Các anh em xông lên cho ta, giết, 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 giết. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Tề Thịnh, bây giờ ai đang chỉ huy? Đã loạn rồi. Bắt đầu từ bây giờ, hãy nghe ta. Vâng. Nương nương, mau hô lên, hoàng hậu nương nương trúng tên rồi. Vâng. Chăm sóc tốt cho hoàng hậu. Bọn thác tử bỉ ổi, bắn lén hại người. Hoàng hậu nương nương trúng tên rồi. Giết hết bọn thác tử, báo thù cho hoàng hậu nương nương. Giết, 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 giết. Mau lên, hộ tống hoàng thượng và nương nương về phủ tướng quân. Thế nào rồi? Nương nương, tuy hoàng thượng không bị thương ở chỗ hiểm, nhưng đầu mũi tên chỉ cách phủ tạng 2 tấc. Chỉ sau khi rút đầu mũi tên ra mới biết hoàng thượng có được an toàn hay không. Ngươi nói thừa à? Đừng làm khó hắn nữa. Chàng tỉnh rồi à? Lùi xuống hết đi, ta có chuyện muốn nói với hoàng hậu nương nương. Vâng. Vừa nãy, mặc dù ta đang hôn mê, nhưng ý thức vẫn coi như tỉnh táo. Bồng bồng, vết thương của nàng thế nào rồi? Chàng đừng lo cho thiếp. Chàng có chuyện gì cần nói với thiếp? Vừa nãy, ở trên tường thành, bọn thác tử hỏi ta muốn cứu Giang thị hay là muốn thủ thành. Ta đã do dự. Không phải ta vẫn còn tình cảm với Giang thị, chỉ là không nhẫn tâm bỏ mặc tính mạng của nàng ấy. Thiếp biết, thiếp đều biết cả. Giờ đã là lúc nào rồi mà chàng còn giải thích chuyện này? Những gì chàng nói thiếp đều hiểu cả. Chàng là một người lương thiện, chỉ là rất ít biểu hiện ra bên ngoài. Chỉ tiếc là đến giờ thiếp mới hiểu tất được chuyện này. Bồng bồng, tình hình sức khỏe của ta, ta tự biết rất rõ. Sợ lát nữa rút tên ra, tất cả đều phải xem tạo quá. Chàng đừng nói linh tinh, chàng sẽ không sao đâu. Thiếp sẽ không để chàng có chuyện gì. Quân cứu viện của Triệu Dương sẽ tới sớm thôi. Nếu ta chết, sẽ cho quân ấy bảo vệ nàng rút về Tĩnh Dương, rồi triệu hồi đám người Dương dự, đóng chặt cửa quan, đề phòng bọn thác tử phản công. Sau đó bí mật không phát tang, để Triệu Dương hộ tống nàng về Thịnh Đô, đưa Hạo Nhi lên ngôi. Nàng nghe rõ chưa? Nàng nghe hiểu cả chưa? Chàng nói gì thiếp đều nghe không hiểu. Mỗi câu mà chàng nói thiếp đều nghe không hiểu. Mỗi câu mà chàng nói thiếp đều không nhớ được. Thiếp chỉ cần chàng khỏe mạnh, bình an cùng thiếp quay về Thịnh Đô. Lúc ở trên tường thành, nàng đã chứng minh là ta không nhìn nhầm người rồi. Nàng rất bình tĩnh. Ta biết, cho dù là ta có không qua khỏi, thì nàng cũng có thể chăm sóc tốt cho Hạo Nhi. Thiếp không kiên cường như chàng nghĩ đâu. Thiếp cũng không muốn kiên cường nữa. Thiếp muốn chàng sống. Đừng khóc, khóc rồi sẽ không đẹp nữa.
nàng lui xuống đi, để thấy y vào đút tên ra. Thiếp không đi, thiếp không đi. Rút tên, thiếp không đi. Thiếp ở bên cạnh chàng. Làm gì vậy? Ta không đi, buông ta ra. Đi thôi nương nương, buông ta ra. Thiếp sẽ không rời xa chàng đâu, thiếp không muốn rời xa chàng. Đi thôi nương nương, thiếp không muốn rời xa chàng. Tề Thịnh, buông ta ra, buông ta ra. Tề Thịnh, buông ra. Tề Thịnh, thiếp yêu chàng. Tề Thịnh, Tề Thịnh. Tề Thịnh, Tề Thịnh. Tề Thịnh, tiếp tục. Tề Thịnh, nương nương, nương nương, nương nương. Tề Thịnh, Tề Thịnh. Người khác trúng tên, người trúng tên chưa hôn mê, nhưng người ở bên ngoài lại lo lắng tới mức hôn mê. Bồng bồng, Triệu Dương quay lại rồi, Thành Bình Ninh được giải nguy rồi. Tốt quá rồi. Ba chữ mà tối qua nàng kêu lên to như vậy, tiếp yêu chàng, e là cả phủ tướng quân đều biết rồi. Thiếp chính là muốn tất cả mọi người đều biết. Còn chàng thì sao? Bồng bồng, ta yêu thích nàng, đừng có vòng vo với thiếp nữa. Thiếp muốn chàng nói chàng yêu thiếp. Bồng bồng, ta yêu nàng.
vết thương của chàng còn đau không? Có nàng ở đây ta đỡ hơn nhiều rồi. Hoàng thượng, nương nương, Triệu Dương, mau ngồi đi. Triệu Dương hôm nay nhìn Ben quá. Ben nghĩa là sao? Ben có nghĩa là hình dung huynh mạnh mẽ, có sức lực, tràn đầy hóc môn nam tính. Đương nhiên rồi. Trước đây mọi người đều nghĩ ta là một người nhát gan. Ai biết được sau khi ta ra chiến trường, quả thực là không ai có thể ngăn nổi. Người chẳng giết người, Phật chẳng giết Phật, đến chính ta cũng không dám tin. Sau đó các thuộc hạ còn đặt cho ta một biệt danh, gọi là sát thần bắt mạc. Sát thần bắt mạc? Quỳ chắc chắn là sát thần bắt mạc, chứ không phải là sát tinh bắt mạc chứ. Buồn cười quá đi mất. Sorry, darling. Very, very sorry, honey. Triệu Dương ngồi đi. Lần này, đều nhờ có Triệu Dương quay trở lại Thành Bình Ninh sớm 2 ngày, Thành Bình Ninh mới được giải vây. Triệu Dương đã lập công lớn. Để sau khi quay về, trẫm nhất định sẽ phong thưởng thật hậu. Là chuyện nhỏ thôi mà, chỉ cần hoàng thượng và nương nương an toàn thì tất cả đều không thành vấn đề. Còn một việc nữa. Nào, ngồi đi. Trước tiên, khi ta giao thủ với bọn thác tử ở Bắc Mạc, phát hiện ra một người ở quân doanh Bắc Mạc, Giang thị. Đúng, biết ngay mà. Cẩn thận huynh bị đánh tan xác đi. Không phải huynh không biết tính khí của Lục Ly. Nương nương, ta và Giang Ánh Nguyệt đã không còn chút quan hệ gì nữa rồi. Hơn nữa, đó không phải là trọng điểm của vấn đề. Trọng điểm của vấn đề là Giang Ánh Nguyệt nói cho ta biết một chuyện mà sau khi ta điều tra biết được, điều cô ta nói đúng là sự thật. Là chuyện gì? Người có biết vì sao bọn thác tử đột nhiên lại bao vây Thành Bình Ninh không? Bởi vì chúng sớm đã biết Bình Ninh là một tòa thành trống, mà người báo tin chính là Cửu Dương. Khi Giang Ánh Nguyệt còn ở quân doanh của thác tử, đã nhìn thấy Cửu Dương và Dương Nghiêm. Lúc đó khi ta nghe được tin này cũng vô cùng kinh ngạc, không dám tin. Giống đệ ấy phạm tội khi quân, trẫm chưa chắc đã giết đệ ấy, nhưng hiện giờ đệ ấy lại thông đồng với địch. Đệ ấy đúng là hồ đồ.
Cửu ca, để cản ta làm gì? Bây giờ bắt mạc khí số đã tận, thế lớn đã mất, trời cũng không giúp ta. Hy vọng của ta đã tiêu tan cả rồi. Cửu ca, để không biết nói những đạo lý lớn, để chỉ biết không thể để Khuynh làm chuyện ngốc nghếch. Trước đây để khuyên ta, ta nghĩ là vì Trương Bồng Bồng cậu có thể cắn răng gắng gượng. Nhưng nay mọi hy vọng của ta đã tiêu tan cả rồi, ta còn sống ý nghĩa gì nữa? Cửu ca, trời cao đất rộng, cho dù lưu lạc tứ phương, đệ cũng nguyện một lòng đi theo Huynh. Nếu như Huynh muốn chết, vậy thì Huynh giết chết đệ trước đi. Muốn chết thì chúng ta chết cùng nhau. Trên thế gian này, người duy nhất không phụ ta chỉ có đệ. Nhưng mà bây giờ, ta không biết phải đền đáp đệ thế nào. Cửu ca, nếu Huynh là huynh đệ thật sự, thì hãy nghe đệ, đừng làm chuyện dại dột. Cửu ca, còn đau không? Ta không thể nào ngờ được Cửu Dương lại đi đến bước đường cùng như vậy. Người nói xem, những gì Giang Ánh Nguyệt nói có thể tin được không? Triệu Dương đã điều tra sự thật rồi. Sao thế? Em không vui vì Triệu Dương đã cứu cô ta à? Nương nương, đôi thì từ lâu đã không còn tức giận với Triệu Dương vì chuyện của Giang Ánh Nguyệt nữa rồi. Đi theo người lâu như vậy, rộng lượng sáng suốt cũng học được không ít. Hơn nữa, Triệu Dương dám cứu cô ta chứng tỏ Triệu Dương trong lòng rất bình tĩnh. Đâu thì tin ngày ấy. Triệu Dương là người trọng tình nghĩa, biết đúng sai. Nhìn bề ngoài Huynh ấy giống như một kẻ ngốc, nhưng trên thực tế con người Huynh ấy vô cùng cơ trí. Chúng ta không ai bị kịp. Đôi thì là mèo mù vớ cá rán mới gặp được ngày ấy. Cửu Dương có thể làm ra loại chuyện thông đồng với địch, ta thực sự không hiểu nổi. Thành Bình Ninh gặp nguy, có nghĩa là tính mạng của ta khó lòng giữ được. Xem ra lúc đó Cửu Dương cũng nhẫn tâm muốn giết ta. Nương nương, có một câu mà Triệu Dương nói rất đúng, chỉ có hoàng thượng mới là chỗ dựa vững chắc nhất của người. Khởi bẩm hoàng thượng, đại quân Nam Hạ của chúng ta đã công phá đô thành Thượng Kinh của Bắc Mạc, bắt sống được hoàng đế, hoàng hậu, phi tần và 2.000 hoàng tộc tông thất của Thác Tử. Tốt. Dương tướng quân, các vị ái khanh, những ngày gần đây mọi người đã vất vả rồi. Hoàng thượng, người mới là người vất vả nhất. Truyền lệnh xuống dưới, tất cả mọi người mau chóng chỉnh đốn mọi thứ, chuẩn bị đưa quân về triều. Vâng. Đưa quân về triều cũng đã 2 tháng rồi, lần nào cũng nói như vậy, ai mà tin được chứ. Nói cũng phải, bây giờ mỗi ngày ở trong cung sảng khoái biết bao, ta cũng không cần phải dậy trước 1-2 canh giờ để trang điểm nữa. Cô mà không nói thì ta cũng không nhìn ra thật đấy. Mặt mộc của cô quá ra là như vậy. Vậy thì sao chứ, đều nói trang điểm là vì tôn trọng bản thân. Ta khinh, đến người ta muốn gặp cũng không gặp được, ta còn trang điểm làm gì chứ. Trước kia bệnh nắm chân của ta mãi không khỏi, bây giờ thường xuyên cho nó ra ngoài hóng gió phơi nắng. Bệnh nắm chân của ta đã sắp khỏi rồi, không cần phải lo lắng hoàng thượng nhìn thấy sẽ không vừa mắt nữa.
Lẽ nào các cô không nhớ hoàng thượng sao? Nhớ chứ, sao lại không nhớ được? Nhưng cứ nghĩ tới bây giờ, hàng ngày tự do tự tại, cuộc sống lại thoải mái. Sự nhớ nhung đối với hoàng thượng đã giảm đi 1/3. Nương nương, nương nương, bên đó truyền tin tới, đó là hoàng thượng đã tới cổng thành, sắp sửa vào cung rồi. Mau đi trang điểm thay y phục. Hoan nghênh, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hoàng thượng, tội thần tới để nhận tội đây. Diên tướng quân, mau đứng lên đi. Hoàng thượng, buổi thế này mà Diên tướng quân còn đến đây là có chuyện gì vậy? Hoàng thượng, thần dạy con không nghiêm. Thần dạy con không nghiêm. Là chuyện liên quan đến Dương Nghiêm. Hoàng thượng, thần vừa mới nhận được thư của nghịch tử Dương Nghiêm. Trong thư có viết, nó đang cùng cửu chương chạy trốn ra quan ngoại. Nghịch tử đó của thần, từ nhỏ đầu óc đã chẳng ra gì. Bây giờ nói cho cửu chương, chắc là đang ở gần Thịnh Đô. Giờ thần sẽ dẫn binh đi bắt nó về. Không cần đâu. Hoàng thượng, người có kế hoạch khác ư? Nên xử trí cửu chương và Dương Nghiêm thế nào? Không phải trẫm chưa từng nghĩ đến, chỉ là vẫn chưa nghĩ xong. Hoàng thượng, người còn gì lo ngại? Cửu chương và Dương Nghiêm bây giờ vẫn chưa về quy án. Nếu như họ bị bắt, đám đại thần trong triều nhất định sẽ dâng tấu sớ, yêu cầu xử tử họ. Nhưng hoàng tổ mẫu tuổi tác đã cao, lại thêm Dương tướng quân ngài, hoàng thượng, nếu như người lo lắng về quan hệ cha con giữa thần và nghịch tử đó, vậy bây giờ thần sẽ đoạn tuyệt quan hệ với nó. Không chỉ riêng Khanh, mà còn cả tổ tiên của Dương gia đều có ơn với Nam Hạ, chiến công hiển hách. Nếu xử tử họ, sợ là khiến rất nhiều người đau lòng. Giờ họ đã lưu vong bên ngoài, không quay về Thịnh Đô nữa, cũng không uy hiếp đến triều đình. Như vậy là tốt nhất. Cứ để họ tự sinh tự diệt đi. Hoàng thượng, người có lòng nhân hậu, thần ghi nhớ trong lòng. Cửu ca, đợi đến thôn tiếp theo, đệ sẽ bán cây đao của đệ đi. Như vậy chúng ta có thể ăn một bữa no rồi. Ta nghĩ kỹ rồi. Sao cơ? Ta nghĩ kỹ rồi. Chúng ta không thể cứ tiếp tục thế này. Những ngày trốn chui trốn lũi, toàn thân bốc mùi, ăn gió nằm sương này, ta đã chịu đựng đủ lắm rồi. Cửu ca, đợi đến được quan ngoại, đệ sẽ kiếm kế mưu sinh, sẽ không khổ thế này nữa đâu. Giờ có hơi khổ một chút, huynh cố chịu đựng đi. Dương Nghiêm, để nghe ta. Là một người đàn ông, căn bản không cần phải thế này. Đệ là con trai đại tướng quân, đã quen ăn ngon mặc đẹp, giống có tiền đồ rộng mở đang đợi đệ phía trước. Nhưng giờ đệ đi theo ta, sống cuộc sống người không ra người, ma không ra ma, là ta đã hại đệ. Cửu ca, không cần nói nhiều nữa. Đây là đệ cam tâm tình nguyện. Ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta quyết định quay về nhận tội. Cái gì? Huynh đừng nghĩ quẩn chứ. Huynh quay về, Tề Thịnh sẽ tha cho huynh sao? Huynh đã quên,
hình phạt Soạt Chân Thái Hậu trừng phạt Giang Thị rồi sao? Dùng tính mạng của một mình ta đổi lấy sự bình yên trong nửa đời sau của mọi người và của ta, ta thấy xứng đáng. Cứu ca, đi hiểu rồi, để đi cùng huynh. Nương nương, người đang nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy? Hãy ta nghĩ tới Cửu Dương là trong lòng lại thấy bức bối. Nương nương, không phải người vẫn còn. Ta đối với chàng ấy sớm đã không còn suy nghĩ gì nữa rồi. Ta cũng tự nói với mình không được nghĩ đến chuyện này nữa. Nhưng hãy nghĩ đến việc Cửu Dương từng cứu mạng ta, mà tất cả những chuyện này đều do ta mà ra, ta liền cảm thấy lương tâm bất an. Nương nương, giờ không có tin tức gì của Cửu Dương, chúng ta hãy mong cho ngày ấy được bình an. Có lẽ không có tin gì chính là tin tốt. Cho dù thế nào thì ta hy vọng chàng ấy vẫn còn sống. Còn sống quan trọng hơn hết thảy. Quỳ xuống. Thôi đi, tháo gông cho họ. Làm nhiều chuyện giữ thể diện như vậy có tác dụng gì chứ? Thà rằng huynh hạ một đao thánh chỉ bằng cái chết cho ta không hề khó khăn gì. Để tưởng rằng trẫm không muốn sao? Lão Cửu, trẫm không ngờ đệ đã sai lại càng sai hơn, cuối cùng vẫn đi vào con đường không có đường lui. Ta và huynh đã không còn gì để nói nữa. Tất cả mọi việc đều do một mình ta bày ra, người khác không hay biết gì. Tất cả bọn họ đều bị ta lừa. Còn về hoàng hậu nương nương, là ta cố ý chia rẽ quan hệ giữa hai người, nhưng nàng ấy đối với huynh một lòng một dạ, không hề dao động. Tóm lại, tất cả đều là lỗi của một mình ta. Muốn định tội danh gì cho ta thì cứ làm đi. Cửu ca, lôi họ ra ngoài. Rõ. Đi nào. Tề Thịnh, tại sao không nhanh chóng xử tội ta đi? Đừng cử động, đi nào. Tề Thịnh, Tề Thịnh, Tề Thịnh. Hoàng thượng, hoàng thượng, thái y, thái y. Hoàng thượng, hai bọn họ quay lại đầu thú rồi. Vậy tiếp theo hai người họ khó lòng tránh khỏi tội chết. Lục Ly, chuẩn bị ít đồ ăn ngon, ta phải đi thăm Dương Nghiêm. Dương Nghiêm, nhìn gì thế? Bị tự kỷ hả? Đệ đang xem Kiến Chuyển Tổ. Ở đây làm gì có kiến chứ? Chỉ có người không thay lòng đổi dạ mới nhìn thấy được. Đúng, ngay cả kiến cũng biết chuyển tổ. Sao đệ và Cửu Chương lại ngốc như vậy, còn quay về chứ?
để về cùng Cửu ca. Huynh ấy đi đâu thì đệ đi đó. Thịt kho tàu, móng giò, đây đều là những món đệ thích ăn nhất. Ăn chậm thôi, ăn chậm thôi. Làm sao thế? Có phải lâu rồi không được ăn uống tử tế hay không? Tỷ tỷ, tỷ mang cho đệ những món ăn ngon này. Có phải tỷ đến tiễn đệ lên đường không? Đệ nói linh tinh gì thế? Ta thấy đệ ở chỗ này không có đồ ăn ngon mà ăn, cho nên mới mang tới cho đệ. Đệ là người đàn ông có khí phách, không ăn của bố thí. Đệ là đồ không có lương tâm. Ta có lòng tốt mang đồ ăn tới cho đệ, đệ còn giở trò không thèm nể mặt hả? Nếu không phải tỷ ngã vào lòng hoàng thượng, Cửu ca cũng sẽ không bị mê muội mà đi theo quân địch. Đó là hai chuyện khác nhau. Được, cho dù ta ngã vào lòng hoàng thượng thì hắn cũng không thể làm ra loại chuyện đi theo kẻ địch. Cuối cùng tỷ cũng chịu thừa nhận tỷ đã ngã vào lòng người khác. Ta... Vậy hắn có từng nghĩ, nếu quân Thác Tử tấn công thành Bình Ninh mà ta lại đang ở trong thành Bình Ninh, ta chắc chắn chỉ có con đường chết. Hắn chưa từng nghĩ tới cảm nhận của ta sao? Lúc đó Cửu ca đã biết đại sự không thành rồi. Phụ thân của đệ thì theo Tề Thịnh, Triệu Dương phản bội, ngay cả tỷ cũng thay lòng đổi dạ. Các người đều theo Tề Thịnh, Cửu ca đã không còn gì nữa rồi. Huynh ấy chỉ còn một lòng căm hận, chỉ muốn giết chết Tề Thịnh, chiến thắng Tề Thịnh. Qua đây, thắng Tề Thịnh rồi thì sao? Để chiến thắng, hắn có thể làm loại chuyện thông đồng với địch sao? Tất cả những gì huynh ấy làm đều là vì tỷ. Sau khi huynh ấy biết tỷ thay lòng, liền có suy nghĩ liều hết tất cả. Những nỗi khổ trong lòng huynh ấy, tỷ là một người phụ nữ, tỷ sẽ không hiểu được. Đúng vậy, một người phụ nữ sẽ không có cách nào hiểu được và tha thứ cho cách làm của Cửu Dương. Nhưng đứng trên góc độ của một người đàn ông, ta có thể hiểu được. Đổi lại là ta cũng sẽ làm như vậy. Bây giờ xem ra là ta có lỗi với hắn. Tỷ tỷ, chắc là tỷ đi gặp Cửu ca cũng không có gì khó khăn. Tỷ đi gặp quân ấy đi. Ta vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đối diện với hắn. Nào, hôm nay hai chúng ta uống đến say mới thôi. Đêm nay có rượu, đêm nay say. Không biết đệ có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai không? Tỷ tỷ, tỷ thế này còn không phải là tiễn đệ lên đường sao? Cái thằng nhóc này, sao mãi không chịu thôi thế? Đang uống rượu à? Hoàng thượng, chàng tới rồi à? Trẫm biết nàng sẽ tới thăm Dương Nghiêm.
chứ không ngờ rằng nàng sẽ uống rượu. Vừa nãy thiếp lén lút đi thăm Dương Nghiêm, hoàng thượng muốn phạt thì phạt thiếp đi, đừng gây khó dễ cho Dương Nghiêm thêm nữa. Trẫm phạt nàng làm gì? Trẫm biết nàng nhìn thấy bộ dạng đó của Dương Nghiêm, trong lòng thấy khó chịu. Nàng luôn đối xử với cậu ấy như đệ đệ, giờ cậu ta chưa biết sống chết thế nào, chắc chắn nàng rất lo lắng. Hôm nay thiếp nhìn thấy bộ dạng đó của cậu ấy, quả thật rất đau lòng. Nhưng thiếp biết chuyện này, thiếp không có lý do gì để cầu xin chàng tha cho họ. Nếu nói ra sẽ chỉ làm khó chàng thôi, cũng khiến chính thiếp thấy khó xử. Nàng có biết tại sao Cửu Dương lại quay lại Thịnh Đô nhận tội không? Để ấy muốn một mình gánh vác mọi tội lỗi, không muốn làm liên lụy tới bất kỳ ai. Lúc đầu trẫm cũng rất ngạc nhiên, nhưng sau đó thì đã hiểu. Để ấy thông đồng với kẻ địch, trẫm có thể hiểu được. Để ấy quay về nhận tội, trẫm cũng có thể hiểu được. Đó mới là đệ ấy, mới giống tác phong của đệ ấy. Con người luôn là trong một ý niệm, đúng sai đều là thân bất do kỷ. Hoàng thượng, thiếp mong chàng hãy tin thiếp. Thiếp không có tình cảm gì khác với Cửu Dương, chỉ là cảm thấy để không nên chết như vậy. Là một người đàn ông, cửu đệ cả đời đều vì một chữ tình, nhưng tình cảm này vốn không thuộc về đệ ấy. Để muốn đoạt lấy Dương vị, nhưng vào thời khắc quan trọng nhất, đệ ấy lại đưa ra sự lựa chọn sai lầm nhất, khiến đệ ấy rơi vào hoàn cảnh như bây giờ. Vừa trách chính bản thân đệ ấy, vừa trách vận mệnh không tốt. Trẫm và đệ ấy cũng là đàn ông, có thể hiểu được mọi việc làm của đệ ấy. Thiếp đi nghỉ đây. Nàng không hỏi xem trẫm định xử phạt họ thế nào sao? Thiếp biết hoàng thượng sớm đã có chủ ý, thiếp có nói gì cũng là thừa thãi thôi. Cường công công, tuyên chỉ. Phụng thiên thừa giận, hoàng đế chiếu giết, Cửu Dương thông địch phản quốc, mưu đồ giết vua, theo lý phải xử trảm, nhưng niệm tình có ý hối cải lại chủ động đầu thú. Trời cao có đức hiếu sinh, tổ tiên có di huấn yêu mến huynh đệ, nên miễn cho tội chết, lột bỏ tước vị, phế làm thứ dân, lưu đầy lĩnh nam. Dương Nghiêm vì tuổi còn nhỏ bị người ta che mắt, niệm tình phạm tội lần đầu không xử phạt nặng, xung quân đến Bắc Mạc, 5 năm sau quay lại Thịnh Đô khâm thử. Đồ bất hiếu này, cô không khấu đầu tạ ơn. Nếu không phải hoàng thượng nhân từ, các ngươi đâu thể thoát khỏi tội chết. Tạ ơn hoàng thượng không giết.
Ta vẫn đang đợi nàng. Ta biết nàng nhất định sẽ xuất hiện. Ta đến là muốn trả lại cái này cho chàng. Những thứ ta đã tặng đi không bao giờ nhận lại. Lời đã nói ra còn có thể rút lại. Một đồ vật tại sao lại không thể? Nàng vẫn còn oán hận ta sao? Chuyện ở Bình Ninh là ta bị ép đến đường cùng. Ta chưa từng nghĩ đến việc làm tổn thương người khác. Nếu ta biết chuyện sẽ thành ra như vậy, lúc đó ta tuyệt đối sẽ không làm thế. Ta hiểu, vì thế ta không trách chàng. Hôm nay ta tới cũng không muốn nói trước kia ai đúng ai sai. Chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi. Từ nay về sau chúng ta không ai nợ ai. Nếu năm xưa ta là người cưới nàng, có phải mọi việc sẽ trở nên khác đi không? Nếu ta nói kết quả vẫn như vậy thì sao? Trên đời này có rất nhiều thứ đã được ông trời định sẵn. Có những thứ thuộc về chàng, có những thứ không thuộc về chàng. Con người cũng vậy. Dù đi đến đâu chăng nữa, của chàng thì vẫn là của chàng. Không phải của chàng thì cưỡng cầu cũng không được. Bồng Bồng, từ nay về sau có lẽ chúng ta khó lòng gặp nhau được nữa. Lần này hoàng thượng nhân từ đầy chàng đến lĩnh Nam, sau này chàng phải tự mình bảo trọng. Nương nương, Cửu Dương ngày ấy sắp ra khỏi thành rồi, người không đi tiễn sao? Cái này là ngày ấy nhờ em đưa cho người, chắc là trước lúc đi muốn gặp người một lần cuối. Không gặp vẫn tốt hơn. Từ nay đường ai nấy đi. Cửu Dương điện hạ, chúng ta phải khởi hành thôi. Nếu còn chần chừ thêm nữa, bị chức cũng khó xử. Đợi thêm chút nữa.